Rồi, hello anh em đã trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái món ăn. Món này đặc biệt là có thể mình ăn nhậu được và cũng có thể ăn chơi được. Đó là món cá chê nướng lá chuối. Thì cá chê mình mua về mình rửa sạch ha. Sau đó mình sẽ khứa như vậy. Giờ mình sẽ tiến hành ướp. Để ướp cá chê cho món này mình sẽ có tỏi băm với hành băm. Tỏi với hành đâm chứ hả? Rồi đây là gừng với lại xả nha. Rồi cuối cùng là sa tế. Các bạn hết sa tế rồi. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Rồi mình sẽ ướp cho con cá nó đều nha. Lát nữa mình sẽ quấn lá chuối và mình nướng. Rồi mình sẽ để đây, giờ mình sẽ đi cắt lá chuối. Bây giờ mình và cháu mình sẽ đi cắt lá chuối. Cắt lá chuối anh em lưu ý nha. Lá chuối thì mình có lá chuối chuối sim, chuối cao, chuối sáp, chuối hộp ăn được. Còn mấy cái lá chuối như chuối già, chuối cơm chua là ăn không được nha. Nếu mình có quấn thì mình sẽ quấn lá chuối cao, chuối sáp, chuối sim và chuối, cái gì quên mất tiêu vậy, chuối hộp ha. Được không, lá đó lá non nó còn cắt là chuối cây luôn á. Cái đó cây chuối, chuối cơm chua, đây là chuối cơm chua nhà mình. Chuối cơm chua đó. Gà không vậy? Nó bị cháy. Để nó bờ đi. Cặp thêm tàu bự. Trời ơi, ngoài nó một mẻ nó một tàu được rồi. Tàu trên kìa, nó đẹp hơn. Ê, có những con nó đứt rồi. Dạ. Rồi vô không ơi. Nó khỏi thử khổ. Làm cho thử khổ, mình là khỏi thử khổ. Sẽ đập lá chuối ra nha. Bây giờ mình sẽ cuốn con cá chê này vô lá chuối. Công đoạn này cần khá là phức tạp nên mình dùng sử dụng tay không nha mọi người. Cho bò tai nó khó, mình sẽ bỏ củ tỏi vô cái lộn, củ xả vô bụng đó. Rồi đặt con cái vô giữa nha. Rồi mình sẽ quấn lại. Rồi xong. Cái đầu mình sẽ túm lại nha mọi người. Đây là mình nướng thôi. Đây là con cá của mình, mình sẽ nướng nha. Rồi giờ mình sẽ để cá lên nướng nha mọi người. Anh em ơi, con cá của mình nó lộ thiên rồi. Lộ body sexy ra rồi. Đó. Wow, cái này là xả với tỏi thơm lắm. Gừng. À lộn, gừng, gừng với xả. Nó hay nó lộn người ta. Đó, nó sexy kìa chưa.
Thôi được thôi bạn nữa. Thôi được rồi. Giờ mình đem nó vô thôi. Giờ mình đem nó vô nha. Bày lên dĩa. Rồi anh em ơi, đây là món cá chê nướng lá chuối. Còn hai con này là cá chê chiên giòn của mẹ mình. Đó, ăn với rau rau sống và củ bánh tráng nha. Đây, món cá chê của mình sẽ ăn với bánh tráng với lại bún. Đây là bà ba. Đây là nhỏ cháu bên Nhật gọi về. Thấy không? Đó. Hello mọi người. Đó, ăn bên Nhật không có gì. Hello, ăn nữa là ăn riết cái mặt tròn quay luôn. Hello mọi người. Ở mập đó kia. Hạn chế nói từ đó nha, bên Nhật cười kỳ từ đó lắm. Đó. Giờ chuẩn bị ăn thôi. Mập quá, mốt đá banh lại con đâu. Em con. Trời ơi con chứ. Đó anh Kim đá dữ lắm á, giỡn hoài. Ngày hôm qua mới đá được hạng gì đó. Hên thôi, hên thôi. Đớt đó. Rồi bây giờ nhà mình sẽ ăn thôi. Thổ. Ăn Trâm ơi. Kêu với Trâm chưa? Trâm ơi ăn Trâm ơi. Kêu với Trâm chưa hả? Ngoài xích qua con. Ngoài với Trâm chưa? Ăn Kim ơi. Ngoài xích qua bên đây nè. Ủa con cá khô mà ngoại. Trời ơi cá khô. Này con để cái gì nó hồi đó đi học. Ăn rau nào. Chết chờ bán cầm sao nó thấy. Không có lửa lên bãi nha. Đen đen luôn nha. Đây đây là rau gì? Tía tô. Rau đó. Tía tô phải không? Này phải không? Tía tô. Đúng rồi. Không ăn đâu. Cho vô leo nha, cho hai cọng vô leo. Rồi, cuốn mày cuốn xong nó. Mày cuốn xong nói con để con bắt lửa con đốt. Bà nó gọi lộn giờ rồi chán ghê chứ. Tao mới chụp hình mới gửi qua gọi tưởng đâu thấy hình đẹp mà gọi về coi chứ. Pha đâm nước rồi. À bây giờ mình vẽ thử miếng cá chê nha. Đó, ôi cá chê nướng nè. Ôi nó thơm nước mũi luôn. Bỏ vô. Đó giờ mình cuốn thử. Đây là cái cuốn mình mới cuốn xong giờ mình chấm mắm. Ăn thử. Không lấy đũa hả? Ngon lấy một dĩa hả? Ừ. Ngon quá. Ở dưới miền Tây mình á là ăn rau sống rất là phong phú nha. Nó có tía tô, húng cây, chắp cá, rau răm, rau quế và cà salad. Ăn với nước mắm thôi. À có giá hẹ với thơm nữa. Có thơm, có dưa leo, giá hẹ. Ăn này nhiều quá không mắc nha các bạn. Đất ơi. Con nhiều lắm đúng không? Con nhiều lắm đúng không? Video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay và hấp dẫn nhớ cho mình một like, một subscribe nha. Mình cảm ơn. Bye bye. Bye bye Hậu. Bye bye bà ngoại. Rồi bye bye mọi người nha.